Soi kèo Liverpool với Manchester City 22 giờ 45 phút ngày 10 tháng 3 năm 2024, vòng 28 ngoại hạng Anh. Không lâu sau màn lội ngược dòng đánh bại Man United 3-1 trong trận derby thành Man City đã dễ dàng đè bẹp FC Copenhagen với tỷ số tương tự để ghi tên mình vào tứ kết Champions League. Nhìn rộng ra, The Citizens đã bất bại 20 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó bao gồm tới 18 chiến thắng. Thế nhưng bất chấp phong độ khủng khiếp ấy, không dễ để đoàn quân của Pep Guardiola giành chọn 3 điểm ở cuộc đại chiến với Liverpool tại Anfield vào cuối tuần này. Sở dĩ nói vậy là bởi phong độ của Liverpool cũng ấn tượng chẳng kém gì Man City. Ở giải quốc nội, thầy trò Jurgen Klopp hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, đã vô địch EFL Cup và lọt vào tứ kết FA Cup. Tại sân chơi châu lục, De Kop vừa mới hủy diệt Sparta Praha một năm ngay trên đất Cộng hòa Séc để chạm một tay vào tấm vé vào tứ kết Europa League. Điều đáng nể là Quỷ đỏ vùng Merseyside luôn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc dù liên tục phải chịu đựng cơn bão chấn thương. Với điểm tựa Anfield cùng sự trở lại quan trọng của hàng loạt trụ cột như Salah, Szoboszlai hay Nunes, Liverpool hoàn toàn tự tin hướng đến kết quả khả quan trước Man City. Niềm tin dành cho đội bóng thành phố cảng càng thêm phần củng cố nhờ thành tích đối đầu cực tốt trước Man City trên sân nhà. Sau 8 lần tiếp đón Man City của Pep Guardiola, Liverpool đã giành tới 5 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ phải hứng chịu đúng một thất bại. Cần phải nói thêm, trận thua ở mùa giải 2020-21 chính là lần duy nhất trong 2 thập kỷ trở lại đây để góp ôm hận trước Man City trên sân nhà. Tại Anfield, lữ đoàn đỏ cũng đã bất bại 28 trận liên tiếp kể từ sau trận thua Real Madrid hồi tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, Man City hiện tại đang có phong độ khủng khiếp và các cầu thủ gần như cực kỳ ăn ý với nhau, với kèo châu Á Man City chấp 0.25 anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Man City chấp 0.25 full time. Thống kê đã chỉ ra rằng, chỉ có vỏn vẹn 2 đội bóng đủ sức vô địch ngoại hạng Anh trong giai đoạn Pep Guardiola dẫn dắt Man City, đó là Chelsea của Antonio Conte và Liverpool của Jurgen Klopp. Ở sân chơi châu lục, Liverpool của Jurgen Klopp thậm chí còn đạt tới đỉnh cao, vô địch Champions League, trước cả Man City của Pep Guardiola. Về tính ổn định, Liverpool có thể không bằng Man City. Nhưng ở những cuộc đối đầu trực tiếp, Quỷ đỏ vùng Merseyside chưa bao giờ ngán ngại The Citizens, đặc biệt là khi có điểm tựa Anfield. Trong bối cảnh Liverpool và Man City đang có phong độ tương đương nhau, với kèo châu Âu nếu có chút mạo hiểm anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Man City thắng. Còn nhớ ở trận lượt đi tại Etihad, Man City và Liverpool đã bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, kịch bản khan hiếm bàn thắng ấy có lẽ khó được lặp lại trong 90 phút sắp tới tại Anfield, bởi Liverpool buộc phải giành chọn 3 điểm nếu muốn giữ vững vị trí số 1, trong khi Man City rất muốn thắng để xoán ngôi đầu bảng từ chính đối thủ. 7 trận sân nhà gần nhất của Liverpool khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung, trong đó 5 trận xuất hiện từ 4 bàn trở lên. 6 trong 8 trận sân khách gần nhất của Man City không dưới 4 bàn trận. Đó cũng là điều đã xảy ra ở 7 trong 9 màn so tài gần nhất giữa hai đội. Với kèo tài xỉu 3.0, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 3.0 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Liverpool 2 Man City 3. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.